Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn 4 cặp Super Chef các bạn nhé, 2 cặp của Vortex và 2 cặp của Pioneer. Đây là những cặp Super Chef danh tiếng của hãng Vortex và Pioneer các bạn nhé. Trước tiên đây là mình xin giới thiệu, đây là cặp Super Chef của Pioneer PT-102F 102F PT-102F các bạn nhé. 16 ohm 15W. Cặp loa này được sản xuất tại Nhật các bạn nhé. Thông số kỹ thuật cặp loa này và chất âm thì y chang là cặp PT-7, không khác cái nào về chất âm. Cặp loa này rất là nặng các bạn ạ. Đó, cặp loa này dùng củ từ Enico rất to. Cặp loa còn rất đẹp các bạn ạ. Cặp loa này mình xin báo giá là 5.500.000 các bạn nhé. Cặp loa rất đẹp. Nếu như mà cặp PT-7 bây giờ ít nhất là cũng phải 6.000.000-6.500.000 các bạn ạ. Chất âm cặp loa này không khác gì cặp PT-7. Và tiếp theo đến là một cặp, đây là cặp Vortex FT-17H các bạn nhé. Cặp loa cũng rất là đẹp các bạn. Hàng này hàng Japan các bạn nhé. Cặp loa vẫn còn rất là mới, rất đẹp. Đó, hai chiếc đây. FT-17H sản xuất năm 1992 các bạn nhé. Cặp loa này thì 40W 8 ohm. Cặp loa này gồm có một chân đế đi theo đây, hộp đây. Một bộ là một cặp loa và một bộ chân đế, mình bán là 2.600.000 các bạn nhé. Và tiếp theo là bộ Vortex FT-66H. Đây là cặp loa 8 ohm và 70W các bạn nhé. Loa còn rất đẹp. Đây, mới lắm các bạn. 70W, 8 ohm. Cặp loa này nếu mà như các bạn phân tần cắt nó từ 3.500.000 trở lên các bạn nhé. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, cắt từ 3.500.000 trở lên. Cặp loa Vortex FT-66H này mình bán là với giá là 6.500.000 các bạn nhé. Và cuối cùng là cặp PT-6L của Pioneer. Cặp loa này là 16 ohm. Đây, 16 ohm 20W các bạn nhé. Cặp loa này được dùng củ từ Enico. Cặp loa Pioneer PT-6L này mình bán với giá là 4.500.000. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ với mình, số điện thoại là 0967165168. Mình ship toàn quốc bạn nhé. Video mình xin kết thúc đây. Xin chào các bạn.